Thưa quý vị, thưa các bạn, bất chấp những thách thức của nền kinh tế sau COVID-19, Tổng Công ty Cổ phần Bia, Rượu, Nước Giải khát Sài Gòn Sapeco lần thứ 6 nằm trong top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất 2023 của Forbes Việt Nam. Một trong những yếu tố dẫn tới thành công ngày hôm nay của Sapeco là sự mạnh dạn trong đầu tư và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn liền với các sáng kiến phát triển bền vững. Xác định chú trọng khoa học công nghệ là khâu then chốt. Từ năm 2013, doanh nghiệp này đã lựa chọn giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp với những ưu điểm của hệ thống phần mềm trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán, theo dõi kho bãi, năng suất và tiến độ sản xuất đã góp phần gia tăng hiệu quả quản trị trong chuỗi hoạt động của toàn hệ thống. Bên cạnh việc không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, doanh nghiệp cũng áp dụng nhiều sáng kiến trong sản xuất hướng đến phát triển bền vững. Một trong những yếu tố quan trọng đóng góp cho kết quả tích cực ấy chính là chiến lược kiểm soát tốt chi phí đầu vào bằng việc đầu tư vào khoa học công nghệ nhằm tối ưu hóa chi phí nhiên liệu và chi phí vận hành. Bên cạnh việc nâng cấp máy móc thiết bị hiện đại, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, kho bãi, các công trình phụ trợ, Sapeco cũng đã chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời tại 8 nhà máy lớn, giúp cải thiện đến 14% hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, các nhà máy trong hệ thống Sapeco còn sử dụng nguyên liệu sinh khối biomass và từ thực vật là trấu, mùn cưa, vỏ hạt điều và lá cây thay cho lò hơi đốt bằng nhiên liệu hóa thạch, góp phần bảo vệ môi trường. Chúng tôi sử dụng các cái nguồn năng lượng mặt trời để thay cho cái nguồn điện. Hiện nay là 26 nhà máy thì chúng tôi đã và đang lắp ráp 18 cái nhà máy sử dụng cái hệ thống năng lượng mặt trời. Và chúng tôi tiết giảm điện 40% cái lượng điện sử dụng. Hiện nay là chúng tôi đã tiết giảm được 55% cái lượng nước sử dụng để góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Tái sử dụng các cái nguồn nước sử dụng cho phục vụ cho các cái công việc vệ sinh, lò hơi, máy lạnh, vân vân. Chúng tôi giảm cái áp lực của nước thải. Tới thời điểm hiện nay, chúng tôi đã giảm được 80% cái lượng bùn từ hệ thống nước thải. Đó là những cái giải pháp quản lý sản xuất mà góp phần cho các mục tiêu phát triển bền vững của công ty. Sản lượng sản xuất nhiều là thế. Song, công tác đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải, rác thải hiện đại và thân thiện với môi trường cũng đang được doanh nghiệp chú trọng. 100% nước thải từ hoạt động sản xuất được xử lý trước khi thải ra môi trường và tái sử dụng các nguồn nước trong hoạt động sản xuất bằng hệ thống RO nhằm tối ưu hóa lượng nước tiêu thụ. Không những thế, các nhà máy sản xuất tại đây cũng đề cao việc thu gom vỏ lon bia và vòng vỏ chai nhằm hạn chế rác thải ra môi trường. Chúng tôi giám sát cái sản phẩm chai từ sản xuất ra tới thị trường và quay về. Đó là một đổi một. Hiện nay chúng tôi có cái phần mềm để giám sát cái việc đó. Và đồng thời thì chúng tôi có các cái giải pháp để mà xoay vòng chai về. Giống như tôi trình bày, những cái chai có thể sử dụng trên 10 năm. Và chúng tôi vẫn có thống kê đầy đủ cái sản lượng mà chúng tôi tiêu thụ. Điều đó sẽ là cái cơ bản để sau này quyết toán khi chính phủ ban hành cho cái việc chi phí sử dụng các bao bì. Với hành trình không ngừng cải tiến và đổi mới từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, cho đến nay những quy trình khắt khe nhằm bảo đảm an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm, các sản phẩm của doanh nghiệp đã được xuất khẩu sang 38 quốc gia, trong đó có những thị trường khó tính như Đức, Ý, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Xác định lựa chọn, đầu tư và áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị, gắn kết với cộng đồng, xã hội, đề cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, đã tạo niềm tin cho sự phát triển bền vững của Sapeco lên tầm cao mới trong tương lai.